bơ châu, con là bé châu châu. Thì hôm qua mọi người mình có đi mình có đi sắm đồ Tết cho Su mọi người. Thì nói chung là đồ này cũng không hẳn là đồ Tết lắm đâu. Kiểu như giờ mình sẽ lấy rồi mình mặc cho Su chút nữa nha. Su sẽ là một con người mẫu thay hết tất cả những bộ đồ mình mua luôn mọi người. Nhưng mà trước tiên thay những bộ đồ đó mình quay xa coi. Dạ. Thì mình sẽ tắm cho Su tại vì Su với anh nè mọi người. Trời ơi. Dạ chia mặt Su hoang mang ấy chị. Bây giờ mình nó thúi á mọi người ơi. Bây giờ mình nè mình chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Đó là cái bồn tắm của Su. Còn đây là cái bồn gội đầu của Su. Mày lắm mày đi soạn đồ lại đi rồi tắm. Dạ. Rồi gói gọn khăn thì chút xíu nữa mình sẽ thay đồ của Su cho mọi người xem nha. Còn mọi người thấy bộ đồ đẹp á thì mọi người nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Thì chừng nữa mình sẽ mua những cái mẫu na ná như vậy nha. Thì mọi người bật mí mọi người có nhìn đây có biết là Su của mình 2 tháng không vậy? Hôm nay là 2 tháng 14 ngày mọi người nhìn đó nè. Có ai cứng cho nó không? Có ai đứng vững cho nó không? Hả? Dạ. Cái mặt gì vậy? Cái mặt gì vậy cô? Cái mặt vậy ta? Dạ nữa chú Huy đi kiếm cho lá sò đâu vẽ cho con tắm nghe. Nghe không? Tắm lá sò đâu rất là tốt mọi người tắm không? Mẹ chồng mình chưa tắm cho Su bằng lá sà đâu quá trời ơi. Da mình rất là đốt thiệt, mình trắng hồng yên thiệt mọi người. Thì nhà bạn nào hay là chị nào á, nhà có con nhỏ mọi người còn bé thì đi kiếm lá sà đâu dài dạ mọi người. Xong rồi về rửa sạch dò lên rồi bắt lên bếp á mọi người cho nó kẹo á. Cái mình pha loãng loãng hơi thôi, cái mình tắm cho em nó, trời ơi rất là đẹp luôn nha. Thì ok bây giờ mình sẽ đi tắm rửa rồi xúc phát sức ơi cho Su sạch sẽ thơm tho rồi mình sẽ thay đồ cho mọi người xem nha. Những cái khúc đó thì mình xin phép mình che lại nha, không thôi thì thôi tắm thôi nghe coi này. Xong rồi mọi người thôi xin mẹ xong rồi bây giờ mình đi thay đồ cho Su nha. Anh được rồi chưa? Dạ rồi chưa. Mẹ có lấy cái gì đâu buồn quá nước cắt ống luôn nha. Thì trước hết mình sẽ lau mặt cho Su trước. Chứ không có thể nãy. Ở chị ăn cơm ăn cá cơm. Mình sẽ lau mặt cho Su trước. Cái mặt cái này. Cái mặt cái này. Cái mặt lau mặt xong rồi mình sẽ lau kẹt cổ. Tại vì một xíu nó tắm rồi mọi người. Rồi mình sẽ vẫy qua đây. Được rồi ạ. Chồng ngươi đang quên biết mà ngoại Su điện qua mọi người. Thì đang tắm cho Su rồi, để tắm xong mình sẽ gọi lên cho ngoại Su nha. Rồi bây giờ là gọi đầu nha. Cổng dài trời nó thời tiết nó ui ui nó lạnh lạnh cho nên là mình không có cho Su bơi. Hôm nay mình sẽ cho Su bơi nha. Rồi bơi con. Cái nấm đâu? Cái nấm có Su đâu? Cái Su thức nấm Su ghiền đúng. Nãy giờ cũng thức cũng lâu rồi mọi người. Nãy giờ Su thức cũng lâu rồi. Không có gọi đâu vậy là Su sẽ bị cứt trâu. Su sẽ bị cứt trâu. Nam mô A Di Đà Phật. Quầy. Nam mô A Di Đà Phật. Không chịu nước quầy. Không chịu nước thì thôi đi. Nước ở trong cái thang bự thì nó ấm hơn nè. Dạ. Đứa nào nãy pha nước? Dạ em. Cứ pha nước trong cái thau gọi đầu ấm ấm hơn đi chị, không sao đâu tại vì chị nhúng cái khăn chứ mà nó đã hết. Dạ. Ok, sau khi gọi xong mình sẽ lau đầu của Su liền nha mọi người, cho nó không có bị dính nước nữa, cho nó khô liền nha mọi người. Thì tình với con gái mình mọi người có cái tóc quấn rồi nè. Chờ khoan coi đi gọi gói. Gì đâu quá nghe, có mấy cọng tóc mà cũng quấn cũng gói nữa làm sao vậy? Hả? Hả cái rượu. Gái này là ủ trong lò rượu. Rồi. Cái nấm nào? Su của mình nó có thích nằm, nó thích ngồi, nó thích đứng, nó thích giỡn, thích đi không mà nó có thích nằm. Nè. Nó có thích gì nè. Châu ơi, bú ra. Nó ra vậy thôi, để lên đi, không để lên đi. Nó ra làng, ra rửa chơi vậy thôi à. Thì mọi người nhìn qua clip có thể là chuẩn bị
ngủ ngã ẩu mà ngồi xuống nó không hợp tác với mình đâu. Đó, mọi người thấy gì không? Rửa hai cái nắp này, hai cái nắp đen thùi thú quá, hơi gần thôi đó. Rửa tay, trời tự kéo màn cho mọi người cùng xem anh chờ. Thằng ơi, không biết làm sao chứ xuân giờ mình mọi người múc tao chân hai nít nữa. Chân hai nít tao cho nó mau ra coi được không? Ý cái gì vậy con? Lộ liễu vậy? Nếu cái video này nhớ chia là hết nghe, lỡ lộn tôi chia liền cho tôi nghe. Dạ. Thôi lớn nghe tôi coi lại nó quê với bạn bè. Rồi thôi. Rồi cửa mình cái lên nha mọi người. Cửa mình cái lên nha. Thì mọi người có thắc mắc là tại sao mình nuôi nít mà để móng tay đúng không? Thì thật ra là mình quen mọi người. Mình có móng tay cũng như không có vậy. Tại vì hồi xưa mình học nghề neo mọi người, che thả gió che khăn tay con một hồi đó lộ, nó quậy lỗ linh lỗ thi, bây giờ thì lỗ linh nó dài cự hả, hồi xưa lỗ linh nha mọi người. Rồi chuẩn bị lên nha. Rồi y chang đi nghỉ dưỡng thôi nha. Rồi quay xưa qua chỗ khác rồi. Dạ chuyện xưa xưa của tôi như đi đi ấy vậy. Em được quay xung vậy. Dạ. Khúc này là che mọi người 18 cộng lấy cái gói ra đi, để gói vô chi. Này là 18 cộng ấy bà ơi. Kha kha kha. Cái thè. Ai chọn không có banh ra. Không có banh ra. Phấn đâu? Dầu phấn cái thứ đâu? Dạ phấn nè. Đi, rồi ok, khúc này mình để mình làm xong cái game này cho Su xong mình sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem nha. Sẽ xếp tem nha mọi người, mình sẽ thay thử cho Su nha mọi người. Thì nói chung là hôm nay là đồ chứ thay thử thôi nha. Mặc thì chắc là không mặc luôn đâu, nhưng mà nếu mà tùy nếu mà mình hứng quá thì mình sẽ cho Su mặc luôn. Cái này là dạng body suit nha mọi người, dạng đồ bay đó. Dạng đồ bay đó mấy bà. Mặc được chơi mặc xuống nha. Nam mô anh có kìa, có nhà của chú ơi, có nhà của chú ơi, có nhà của chú ơi. Cái mặt có Su Su khi mặc đồ mới nè mọi người. Trời ơi, tách môi nữa. Tách lưỡi, dạ tách môi, tách lưỡi. Dạ tách lưỡi. Như con tách tè vậy đó. Rồi, mặc xong rồi, đi ngang trước. Su mình không có chuyện nào một chỗ mọi người. Đi. Nó phải đi lắm nhưng mà nằm một chỗ. Nó riết cầm một chỗ. Để mẹ mặc cho con, thôi ra ngoài đường ở trường đó. Trời ơi, bộ đồ này vừa hính luôn bà ơi. Đỉnh quá bà ơi, đỉnh cao bà. Để mặc xong bưng ngay trước khuya với bà nội nha. Ừ. Okay, dễ thương quá à. Cái nón này luôn nha. Cái nón, trời ơi, cái gì mà mạng tùm lum tùm la mạng hết kìa. Tôi thấy là tôi phải múc liền mấy bà. Tại vì nó quá là đáng yêu. Em phải mua liền. Còn cái đôi chiếc xe đâu rồi. Nghe chiếc xe nữa nè. Thôi, trước hết, mang củ cà rốt đi. Men của cà rốt thì cái tủ cà rốt này mình cũng mua trên túi sơn á mấy bà, nhưng mà mình chưa có men, hồi tối mình xách cho mình men cái Su. Đây. Đó, đằng sau lưng mình có một khùng mọi người. Điên. Chào là người con gái mà quần lủng lỗ mấy bà. Không sao hết. Cái này là đang bằng len luôn á. Dạ. Đây là đang bằng len. Hình như bị xéo xéo thì phải á. Mày ngồi theo chiều xéo, mày hỏi xéo không?
Rồi Hoàng Châu cách cách. Cút hà. Thấy cưng à. Cút hà. Thấy cưng quá à. Cút hà, cút hà. Ba ơi. Cút hà ba ơi. Dạ ba. Hai gia quá. Chào hề dạ. Chúc cho xem nha, mẫu ảnh của tôi. Ừ, nha. Ảnh coi vô hay vậy. Ok, và bây giờ là sẽ bộ đồ thứ hai. Dễ thương quá à. Coi vô. Chưa Tết nữa bạn hết đồ rồi, thành đồ cũ luôn. Lại đi. Sợ chứ mua đồ khác. Dạ mà. Ok, bây giờ mình sẽ đi hai bộ đồ thứ hai nha. Ô, bà ke đây là bộ đồ thứ hai. Mọi người thấy không? Thằng Huy mới vừa cho mình một cái kế sách cho hai con người. Tự nhiên trên giờ xuống hai bánh xe người chạy đuôi với mình. Không chạy đuôi với mẹ nghe. Nó là cái yếm trời, đây là cái yếm số 1 mọi người. Trời ơi, vừa hính với xu tôi luôn bà. Thấy ghét không mấy bà. Trời ơi, nhìn nè. Con voi có cái giòi ma mốt nha mọi người. Thì ok mọi người, còn khá là nhiều đồ đó. Nhưng mà mình chắc mình không thử cho xu đâu. Tại vì mình thay ra thay vô quậy á, xu cũng mệt đó mấy bà. Cho nên là chắc tôi thay khoảng hai bộ này thôi, một xíu tôi thay bộ đồ phải khỏe, bộ ba lỗ cho nó khỏe mọi người. Tại vì trời nó hầm rồi chứ nó không còn mà gió bắc nữa. Hả? Là mấy cái bộ đồ này tôi chỉ thay thử thôi nha. Tôi chúng tôi đem đi ngâm, tôi giặt hết trơn á chứ tôi đâu để gì đi cho sao mặt đâu. Thấy cái gì chưa sư? Thấy cái gì chưa sư? Thôi đi chơi nha mọi người. Ui ui. Chờ con chút mẹ ơi. Che mắt. Từ từ. Rồi đi ra đó đi. Con cao lên. Mẹ mất tiêu ta. Mẹ ơi. Dạ bố về làm bệnh rồi đó. Bố bên đây. Che mắt rồi kìa. Che mắt. Dạ bố bên đây nè. Cao lên nữa. Vậy hết đồ nãy ơi.